Chào các bác nhé. Hôm nay lại có món mang bút tiếp theo. Mang bút nhé, hay còn gọi là mang thiêu nhé, người Thái gọi mang thiêu nhé. Bút là có nghĩa âm u đấy, thì ở vùng núi cao cao đấy. Thấy mọi người nói thế thôi. Tôi cũng chưa đi hái mang đấy bao giờ, chỉ mới đi hái mang sạch thôi. Có hai xong ký được nhiều nào. Được mấy cái nhỉ. Mang bút thì nó cũng đắng đắng hơn một chút. Không như mang sạch. Các bác có biết là nguyên liệu này để nấu món gì không? Đến tôi cũng không đoán nha, nhưng tôi vừa hỏi xong. Món này dùng để nấu món mọ. Đây là gia vị của nó. Mọ thịt gà hoa chuối. Đây. Hoa chuối rừng đấy các bạn nhá. Hoa chuối rừng. Rất ngon luôn. Còn đây là gia vị của nó. Thấy có hành hoa sả. Thì là húng quế hay còn gọi là húng chó, mùi tàu hay còn gọi là ngò gai, người miền Nam gọi như thế nhá. Cái hoa chuối này thì tí nữa tôi sẽ nói để xem mọi người làm như thế nào nhé. Bây giờ tôi không kể nữa, tôi kể mất hấp dẫn này. Tôi tạm thời tôi giới thiệu như thế thôi nhá. Ok. Chuối của cái cây kia, họ nhà nó đấy. Thơm, để chín nhũ đi thì ngọt mà thơm. Nhưng quả nó hơi bé, cái giống chuối này nó như thế. Cây thì rất chi là to, cao. Nhưng mà quả thì bé, nhưng mà sai quả lắm, nặng bùng to. Chuối rất chi thơm và ngọt. Họ nhà chuối tiêu đấy. Quay đấy. Ăn đi con ăn. Ngon lắm. Vâng lắm à, xem đi, xem bác đi. Xem bác đi. Xem ngon ngon này. Ngon không? Ngon à? Nói thì ngon chứ. Bác cắn miếng xem. Cho bác cắn miếng nào. À. À. À, tớ bại cả tớ. Hương thảo ấy nhờ. Chị gái. Ngon đấy. Chuối này rất chi là thơm các bạn ạ. Nó chín rất là ngọt cực kỳ luôn. Gừng này. Bố Thái dẻo tay phết đấy nhỉ. Này mà nộm mà rau dớn hoặc là nộm da bò hay là nộm thịt bò lạp làm lạp sống ấy rất chi là ngon, thơm. Rang cua, rang ốc, rang mè nó rất nước măng chua đây là sản phẩm của mà làm măng chua đây. Cái măng chua khi mình làm xong ấy, thì cái nước này mình sẽ đem đun lên và cho muối vào. À trước đấy là người ta muối là có không muối rồi rồi. và phải đun lại để nó trong như thế. Tôi xách hơi mạnh nên là nó khói đục. Còn cái măng ấy thì mình đem nấu canh cá hoặc là mình phơi khô rồi thì lần sau mình sẽ dùng được. Muốn ăn thì cứ ngâm cho nó măng chua nó nở ra rồi xào nấu canh nấu cá và nộm ấy ăn giòn giòn sật sật tối quá đấy. Ăn mắc khen đến đâu ở đây thì đến đâu thì nướng đến đấy. Mắc khen. Má khén. Má khén là quả khén đấy. Còn hạt khén ở trong thì nói thế nào bố? Hạt của nó. Khén má khén. Hạt khén đấy. Má khén là quả rồi. Khén má khén. Khén. Không được ăn. Đấy nhà có con nít là lại không bỏ ớt cay được. Mới ăn thì bỏ thêm sau. Hạt của nó đây. Còn than nó đảo đảo đều. Đây là các bạn xem cách nướng mắc khén như thế này này. Không
không rang mà là nướng như thế này đúng không? Than hồng không? Ở cái tập canh bon da trâu ấy, tôi cũng nướng kiểu như thế. Nó học của mọi người Tây Bắc à thôi. Các bạn có hạt dổi thì cũng bỏ than vào như thế nhé. Máy này nó nóng máy nên là không nét được. Điện thoại. Bố không thấy nóng à? Bỏng ấy. Nướng ớt à, nướng mắc khén. Ui cái này nó phát là nó cháy ngay, nó có dầu mà nó cháy nhanh lắm. Tôi bỏng tay cho bố ạ, cái bát nó nóng dần lên kìa. Bắt làm thịt, bắt làm thịt. Đây gà này nó gà gì thịt mà gà đồi. Giờ thả ra rồi thì khó lùa lắm. Thơm bố nhỉ. Con đứng đây mà con người thấy mùi thơm này, mắc khén này, mùi thơm này. Đấy, rang này, đấy, nướng như thế đấy. Giờ ra. Được rồi bố ạ, không sao đâu. Thơm rồi đấy, đứng đây mà thơm nha, mùi mắc khén rất chi là thơm. Trên này ăn các cái món Tây Bắc này nướng hấp xả. Nói chung là cái hạt quả má khén này thì nó gắn liền với đời sống rồi. Thiếu nó thì coi như là không phải là món ăn Tây Bắc nữa, món ăn dân dã Tây Bắc nữa. Còn có mấy, còn có ít hạt dổi nhưng con quên không mang về. Vâng. Ở dưới xuôi thì đánh tiết canh thì chỉ có mà bỏ hạt tiêu thôi, chỉ dùng tiêu Bắc thôi. Măng này luộc là hơi lâu đấy, măng phải luộc lâu kỹ cả tiếng đồng hồ ấy. Đây ông đã chuẩn bị má khén xong này này, tôi thơm lắm, ui giời thơm lưng luôn. Đấy. À, các bác thấy ạ. Hoa chuối là phải đập chứ không được thái. Đấy là lý do mà đầu video tôi nói hoa chuối phải đập thì mới ngon được nhá. Vâng. Nhưng không đập thì còn thấy ngon hơn. Đấy. Hoa chuối này nấu canh xương rất chi là ngon nhá. Rồi thịt chó rồi nấu dê. canh cá, nấu xương dê, nấu canh xương dê ấy. Thế thiếu chứ nhỉ, cái lõi nó không dùng được bố. Cá giảng, bá giảng. Bá giảng có nghĩa là cá khô. Còn nhứa giảng có nghĩa là thịt khô. Nhứa giảng là tiếng Thái Điện Biên gọi như thế nhá. Đấy Thái Điện đấy. Đấy Thái Lai Châu như ông bảo đây, nhắm giảng. Tôi đang thắc mắc đấy, chắc là Thái Đen với Thái Trắng, tôi nói thẳng luôn là đấy cách phát âm khác nhau. Có mỗi trùng giảng này. Còn nó giảng thì nó thì điện ở đất Tây Bắc thì gọi như nhau rồi. Nó hàng á, nó hàng. Vâng. Nó giảng là mang hôn. Đấy.
Cấp cứu vợ. Gạt hạt gạo xuống. Gạo nếp ngâm ấy. Được đấy. Đã cái này hơi lâu tí nên cắt cảnh. Nhuyễn đây nhé. Phải có bột gạo nếp này. Hết lá cho bố. Vừa rồi gói bánh gù hết đây. Có cái hoa chuối đấy là không ăn nhá, đừng có hoa chuối của cây chuối này nó hơi chát. Đấy, cho nên là không ăn cái hoa chuối này, ăn hoa chuối rừng thì nó đỡ chát đấy. Nguyên liệu chính để làm món mọ gà. Mọ hấp nhé. Bột gạo nếp, rau các loại rau, hoa chuối rừng, mắc khét. Đấy. Ừ. Cả chắc thịt đấy bố ạ. Khoảng cân cứng là 1 cân. 1 cân rồi. Già thịt rồi. Chắc thịt rồi, biết đập mái này. 1 năm rồi. Nè. Yeah. Đây là 2 quả cà. Hai quả cà. Hai bố con lùa mãi được con gà. Cho hoa chuối vào. Ôi nhiều lắm nhỉ. Này bố, bố có mời khách khách. Mà khen bố. Nữa đi. Phải một nửa, gần một nửa đấy. 1/3 đấy là. Không đậm ngon mà bố. Ok. Còn cái kia để cho bà. Mì chính. Rồi. Một canh. Đảo. Đảo lên chân đi nhá. Ok rồi bố. Bỏ một cái món nửng kia, món nửng thì chuyển qua nó về nó ngon hơn quá. Cả đùi nó để cho cái phương. Bỏ qua đi được. Bột gạo. Bột gạo hơi ít nhỉ. Cái tiết kia để làm gì bố? Tiết cho vào đây luôn này. Em cho vào đây. Bột gạo bốt đều này. Bột gạo nếp đây, nãy dã. Hơi chắc là phải hơi ít. Vâng. Để cả miếng này. Nhưng không cho ớt nhỉ? Dỡ đâu. Vâng. Thôi. Tiết để cả miếng đi bố. Vì là có trẻ con nên là không bỏ ớt được. Tí nữa ăn ớt thì mình thêm ớt vào thôi. Đá, lá, lá, lá. Để thêm ít nước nữa bố. Món này kỳ công ấy nhỉ. Ui, 2 gói bố. Bột gạo đang lăn chuồn chuồn. Thế này thì đổ lâu. Để cho vào đấy à?
Nhiều đấy. Này anh Hạnh không có nhà uống rượu này. Không có đối thủ nào. Này. Không gọi là bán xuống nhà. Vâng cũng được. Không có sao đâu nhỉ. Mua mỗi con làm một ít. Làm chế thôi. Và mình tiết được nhỉ. Vâng. Này không có đối thủ à. Có món ngon không có đối thủ. Ờ vừa nha. Biết không sao. Không sao cả. Không nứt đâu. Cái vùng nó nhỉ. Vùng nó đậy. Lấy vùng đi vợ ơi. Đây, cũng nói đây là đây. Đây, nó khiếp. Vâng. Nó buộc nhỉ. Phải buộc lại à? Không buộc, nó khỏi nó tới. Thế thì nó không vào hơi thì gì? Được, thoải mái, nóng rồi. Lâu nếu đấy. Mà đây con gà một khoảng 1 cân thì cứng, như còn nếu mà con gà 2 cân thì... vào con ngan thì thế. Nổi con rùng. Thì chắc là phải con nửa kia là phải xào luộc mà bung bỏ vào con này nướng ít à nhá để nướng ít thôi không không ít đâu đấy, thế này thôi à thế thôi bao lâu thì được bố chắc lâu ấy lâu đấy nồi lạc luộc rồi mấy giờ rồi đến bây giờ trứng dễ được không. Bây giờ là 7 giờ 38. 38 được à? Vâng. Nãy giờ được 30 phút rồi đấy. Nhất định là phải để bao nhiêu lâu bố? Phải để thật lâu à? Nóng ấy. Bố cậu, cái sợi dây. Này hơi vội gì? Vội các bạn. Nào. Nào. Gần 40 phút rồi. Mỏ gà kỳ công này. Đây. Bê đi, bê đi, bê mâm đi. Bê mâm. Món này kỳ công phải biết luôn, để kiểm tra xem là được chưa. Thơm lắm nhá. Thơm lắm bố ạ. Chả biết là chín chưa nhưng mà thấy thơm lắm rồi. Xem nào. À, mở ra xem. Chín chưa? Chín chín là hỏng đấy. Là phải đồ đồ ồ hình như chưa được đâu bố ơi. Ờ chưa. Chưa được. Cả nhà ăn lạc rồi, đợi một tí nữa nhỉ. Thơm lắm nhưng mà ở ngoài con nó thơm mùi thơm cực kỳ luôn. Lần này chắc ok chưa bố? Ôi dạ, đưa con cầm đèn cho nào. Ôi thơm lắm rồi. Ui nóng. Ui nóng. Chín rồi đấy. Ôi bây giờ còn nước canh. Để bố con làm thêm nước canh nhỉ. Rồi. Nào. Món này lâu phết đấy. Phải. Đấy. Cái kia đổ lại. Rồi. Đã lấy đi. Thơm lắm. Ui mùi mắc khén với mùi gia vị thơm. Nước này ngọt lắm đây này. À mèo bắt chuột. À, con cho đấy, thôi. À con mèo mẹ chắc bắt cho đấy đúng không? Bắt được con chuột đấy. Gừ. Không giờ phải quyết định chắc là chín rồi đấy. Ôi. Rượu thuốc. Trong cái này chín nhá. Rồi. Cái này. Đây, trên là chín rồi này. Rồi này, nó khác thế thôi. Bằng kiểu nó.
Đây con thử miếng. Thú con nó này tia. Ăn cái này nhá. Ăn đi ăn đi. Từ 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 ăn xem. Ờ không. Cánh của nó phải đủ cho. Cánh. Chín rồi mà. Ôi. Thơm. Vâng đúng rồi, nãy chưa chưa kỹ thôi. Bố. Thực ra là nay là bó là cái đùm nó hơi hơi to một tí. Hơi chật nữa. Nên là cái gạo thì nó đang còn cái gạo thì nó còn chưa được nhừ nhưng mà thịt là chín rồi. Rồi. Cái này thịt gà rất ngọt các bạn nhé, để tôi ăn thử một miếng thôi. Thịt gà rất ngọt và chín rồi. Chín rồi các bạn nhé. Bật đèn này nó hơi loá. Thôi nó phải sau rút nghiệm chia làm ba đùm. Thế là hơi lâu. Chín rồi mà bố. Ngọt. Ngọt cực kỳ luôn. Thơm mùi mắc khén mà thơm gia vị rau ria này. Đấy, trông nó không bắt mắt này nhưng mà ăn rất thì là thơm mà ngọt. Nhìn nó thật thịt gà mà. Còn cái này thì mang bút thì nay mua về bợ luộc. Các bạn không lạ rồi. Là miếng xoài. Hai con mèo này chết rồi. Vời luôn, ăn đi, kiên đi. Quá chứ. Ở các bạn trông nó không đẹp mắt thôi nhưng mà ngon, ngọt. Thì nó có bột gạo nên nó dẻo dẻo ấy, bột gạo nó nở ra nó cứ dẻo dẻo ấy. Phương ăn thử xem nào. Đây này, thử xé ra xem. Ngon mà, chín ngon mà. Màu của rau nó xanh xanh nên trông nó thế thôi. Thịt nạc ấy, xé thịt nạc ra. Nóng không? Nóng mà không chín nó mà lạ. Đây. Mà đấy. Ui, nóng quá. Vâng, thôi. Như thế là cũng làm thành công rồi các bạn nhá. Chúc bạn thử xem là cái món này gọi là món mọ nhá. Mọ đồ ấy, đáng ra phải đồ trong chõ nhưng mà vì là lần này là cái hai đùm nó to quá nên là làm gấp nữa nên là chỉ dùng vào cái nồi to chứ phải đồ vào cái món nừng ấy. Cái hải khẩu ấy thì mới đúng. Đây. Vâng. Đây, bột gạo này nó nhuyễn là phải đổ đi, cái này đổ lâu lắm. Mất công đổ đi đổ lại. Tất cả gia vị nó nhuyễn lại với nhau như thế này. Bà con nhà bà nghĩ là mất tắc đâu. Nhuyễn đó mà cái cái. Hai đùi gà thì mềm nhuyễn rồi. Rồi. Không tìm thấy miếng thịt gà đây, miếng thịt gà đây. Miếng thịt gà đây các bạn nhá. Nè. Đấy. Đấy. Nhuyễn lên như thế này các bạn nhá. Rất là ngon, thơm mùi mắc khén với các gia vị khác. Nhuyễn lên như thế này. Gà này. Bột gạo nếp này. Hoa chuối rừng này. Đấy, các loại rau thơm này. Mắc khén. Đấy. Nhuyễn này như thế này. Ngon nhá. Chúc các bạn thành công nhá. Nếu mà thử.